Đây là một bệnh hiếm gặp do sự biến đổi của nội tiết tố. Vậy bây giờ em phải làm gì ạ? Nếu mà em muốn có con á, chị nghĩ em nên chuẩn bị trước khi quá trễ luôn. Gì gấp gì cưng? Mình kết hôn đi. Em xỉn phòng. Này, ngay bây giờ em đang nghiêm túc cầu hôn anh á. Chỉ là em không mang theo nhẫn thôi, biết chưa? Em có bầu hả? Sao mà được ta? Ngay từ đầu em đã nói rồi đúng không? Bao giờ em muốn là mình kết hôn liền mà. Tại đó em nói với anh là em thích độc thân. Rồi, em đổi ý rồi. Em chốt hết tất cả mọi thứ rồi. Cuối tuần sau, địa điểm này mọi thứ xong xuôi hết, anh chỉ việc tới thôi. Mà mình quen nhau cũng lâu rồi. Bây giờ mình có cưới luôn cũng chẳng ai nói gì. Nhưng mà anh nói em nghe nè. Đám cưới chưa phải ăn mì gói đâu. Mình còn phải viết thiệp mời nè. Rồi mời nhà trai nhà gái nè. Rồi còn... em đã lo hết. Em lo hết luôn được chưa? Anh chỉ việc đẹp trai rồi đến thôi. Em chưa nói chuyện xong mà. Không còn nói gì nữa. Này, anh không muốn kết hôn với em đúng không? Hả? Không phải. Ý là không phải là vậy. Hả? Cái này em kìa. Cảm ơn nha. Coi bộ có sao không kìa? Không sao đâu. Thôi lấy xe đi. Sẽ cưới nhau. Mình nhất định sẽ cưới nhau. Nhá. Nhá. Em. Tới rồi. Về cẩn thận nha, anh về trước nha. Đáng yêu quá. Người yêu ơi. Hả? Anh nhớ nhá. Hả? Anh nhớ là cuối tuần này phải đến đúng giờ. Em sẽ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Anh chỉ việc tới thôi. Anh yêu ơi. Bye bye. Em. Anh em quên bóp rồi. Không quan trọng. Chuyện nhỏ. Anh Nhi ơi. Này. Ê. Khoan, không cần thối lại đâu. Đưa người yêu của tôi về nhà an toàn là được. Nhá. Nhớ về nhà an toàn nhá. Bye. Anh có cần đưa cô ấy vô nhà không? Khỏi, phụ nữ mà. Nhìn thì tưởng yếu đuối, thật là mạnh mẽ lắm. Mở cửa cho tôi với. Trời ơi, ở nhà có một mình.
mà bấm chuông nhiệt tình quá. Điểm thứ hai, đi chú em. Nè. Ở đây là có 210.000 nha. Lát là phải thôi đúng 290.000 nha. Đây. Alo, cục cưng hả? Anh đang trên đường qua với em nè. Đợi anh chút xíu nha. Nhớ, nhớ lắm luôn á. Hơn 1.000 cái nè. Anh biết rồi, 5 phút nữa là anh có mặt nha. Anh chạy xe kiểu gì vậy? Tôi không lái xe cho loại người như anh. Mày, mày điên hả? Xuống xe. Trời ơi, cái gì vậy? Mày chạy đi. Xuống xe. Chờ tao không xuống á. Mày làm gì tao? Ê mày, mày làm gì á? Ê, hỏi tao là coi mày làm gì? Làm gì cái thằng con? Úi da. Đi ngày mày làm gì vậy? Hả? Mày khùng không? Xe của tao không dở loại sở khanh như mày. Ừ, mày nói sở khanh. Ây da. Ây da. Ôi, lại thôi. Thằng con. Ây da ơi. Chó nói cho thằng sở khanh nghe. Muốn mình nào thì chọn một bên thôi. Ơi. Chó. Tiền của mày nè. Đau quá. Ây da. Chó. Gì? Cái gì? Đến tao mày. Mày hả? Cái cục bắp. Đến tao mày, không về đây. Trời ơi. Nhịn thôi mày. Ây da. Kỳ Táo Nữ Hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel.